ngày 23 tháng 3 năm 2018 trở thành một ngày ám ảnh với cư dân Gardena, một đêm kinh hoàng của hàng ngàn cư dân, 13 người tử vong, những gương mặt thất thần. Sau đó là chuyến ngày dài đi sơ tán với bà mẹ hỏi. Gardena đã từng 6 tháng không bóng người. Những đứa trẻ được đưa xuống sân chung để nô đùa vui chơi. Người lớn thì tụm năm tụm bảy trò chuyện, ai nấy đều cảm thấy hài lòng khi trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán. Mình rất là trong từng ngày từng giờ được về mà. Tôi đi sơ tán cũng hết 5 tháng. Coi như cũng giống như xưa lại bình thường, không có gì mà sợ sệt hết. Bà cụ 84 tuổi này chiều nào cũng đi bộ xuống sảnh chung cư. Bà đang len và nhìn ngắm vạn vật xung quanh. Bà mỉm cười an yên sau bao biến cố. Bà phải đi ra Bình Thuận, bà ở 5-6 tháng đấy. Buổi chiều bà thấy ở đây vui vẻ. Mọi người cùng nhìn mình cũng chào hỏi, cũng thấy cũng vui, con không có cái gì mà buồn hết. Còn với anh Trần Minh Tâm, việc bảo vệ Gardena không chỉ là trách nhiệm mà còn là một sự tiếp nối công việc của người anh đã khuất. Anh An, anh trai của anh Tâm, đã ra đi trong khi chạy lên tầng trên để cứu cư dân trong thảm họa năm ngoái. Cứ mỗi lần mà nhớ lại những cái cảnh trước, cái cảnh mà xảy ra thảm họa thì mình cũng coi như là mình hơi buồn chút thôi. Nhưng mà muốn vượt qua thì mình hướng về phía trước. Thành ra muốn tạm quên đi để lo cuộc sống sau này. Sự mất mát đã để lại bài học sâu sắc. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy được lắp đặt đầy đủ, thường xuyên được kiểm tra. Thằng cái trách nhiệm anh em phải nâng cao lên một bước nữa để cho công việc tốt hơn, nhất là vấn đề mà để cho cư dân yên tâm trong cuộc sống. Cuộc sống vẫn là hoàn thiện như xưa thôi chứ không gì con, nhưng mà có cái là bảo vệ rồi chặt chẽ hơn mọi lần. Chia tay buổi chiều, đêm xuống, Gardena là những ô cửa sáng đèn đầy ấm áp. Chị Nguyệt, cư dân ở block B của chung cư Gardena, ngày này năm ngoái nửa đêm phát hiện có khói bốc lên khắp tòa nhà. Dù đang bụng mang dạ chữa, nhưng chị Nguyệt cùng chồng vẫn cố gắng mở cửa căn hộ cho người gặp nạn chạy vào tránh khói để tìm đường thoát thân. Gia đình chị đã cứu sống rất nhiều người. Và em bé của chị Nguyệt, em bé Gardena, năm nay cũng đã tròn 1 tuổi. Bây giờ gắn kết rất là nhiều. Mọi người thay vì cười nói nhau có thể đến với nhà nhau ăn cơm hoặc là uống trà. Rồi tổ chức những cái buổi như đá banh hoặc sinh hoạt cuối tuần cũng nhiều, cảm giác gần gũi. Phải nói là Gardena là nơi đáng sống. Chồng chị Nguyệt tranh thủ xong bữa cơm với vợ để ra sân bóng, nơi hẹn hò các chiến hữu Gardena. Từ bao giờ câu lạc bộ bóng đá của những cư dân nam trở thành sân chơi ít ai bỏ lỡ? Trước khi Gardena có sự cố thì dường như không ai biết ai hết á. Nói chung anh em mạnh ai nấy sống, đó là thực tế. Đó, thì sau sự cố rồi mọi người quay về, rồi sau nhiều buổi tiệc rồi bắt đầu cư dân dần biết nhau. Rồi bây giờ dần vô để mình muốn tạo sự gắn kết thì anh phát động lên phong trào là thể thao này nọ, nhiều sẽ có nhiều cái hoạt động khác nữa, và đây là một cái nhóm đầu tiên. Rất là vui vui, mọi người hòa đồng, cảm thấy rất thú vị. Tối nữa tắt đèn có nhau, đó là Gardena của ngày mới sau những biến cố thăng trầm. Và giờ đây, tôi ngồi tại Gardena trong một buổi sáng như thế này và cảm nhận rất rõ một điều rằng sự sống, niềm hạnh phúc sẽ nảy nở từ trong những đau thương, những mất mát. Thời gian sẽ khiến chữa lành những vết thương. Gardena của chúng ta đã thực sự hồi sinh và sẽ tiếp tục hành trình của mình. Hành trình của tình yêu thương, sự gắn kết và niềm hy vọng. Chuyện trưa 12 giờ. Cập nhật thiết thực gần gũi. Chuyện trưa 12 giờ phát sóng lúc 12 giờ hàng ngày.